Đàn electon là một loại nhạc cụ có thể trình diễn âm nhạc rất phong phú, thường được nhìn thấy ở các thánh đường và nhà thờ lớn. Loại đàn này được phát triển để mô phỏng lại âm thanh của một cây đại phong cầm. Cùng với sự phát triển của công nghệ, electon đã và đang được sử dụng phổ biến, rộng rãi bởi sự tiện lợi, đa chức năng và khả năng tạo ra âm thanh hệt như một cây đại phong cầm thực sự mà nó mang lại. Và để biết thông tin chi tiết hơn về dòng đàn này, Minh Phụng Music mời các bạn theo dõi hành trình của Yamaha electon LS01C đến với khách hàng tại Đồng Nai. Nào, bắt đầu video nhé các bạn. Các bạn đang có mặt tại showroom 98 Bành Văn Chân, nơi cây LS01C được tháo ra và đóng gói thành từng bộ phận từ thân đàn đến pedal bằng ni lông lẫn bìa cứng, thật cẩn thận để giao đến khách hàng. Và phụ kiện đi kèm đó chính là một chiếc ghế piano cao cấp có màu sắc vô cùng phù hợp với đàn. Trong khi team đang đóng gói thì các bạn hãy cùng tìm hiểu một số ưu điểm của dòng electon này nhé. Điều đặc biệt nhất và nổi bật nhất đó là có khả năng pha tiếng, trộn tiếng nhiều loại âm thanh, giúp bạn thể hiện nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, từ nhạc thánh ca truyền thống đến các bản nhạc hiện đại. Và với thiết kế của đàn với 3 tầng phím sẽ tăng cường khả năng tư duy và tập trung, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng cả tay và chân để mang đến những âm thanh ấn tượng nhất. Electon cung cấp cho người chơi nhiều tùy chỉnh âm thanh và chức năng điều khiển, cho phép người chơi sáng tạo ra những bản nhạc của riêng họ. Và trong dòng Electon thì mình cảm thấy ấn tượng nhất là cây đàn trong chuyến đi ngày hôm nay, Yamaha Electon LS01C, có màu bạc kim loại pha lẫn với một số chi tiết màu gỗ tự nhiên, trông rất lịch lãm và độc đáo. Trang bị màn hình màu top panel 6.5 inch, đang sở hữu 415 tiếng thêm 94 âm thanh ảo, cung cấp nhiều lợi thế về hiệu suất âm nhạc và âm thanh. Có 2 bàn phím, mỗi bàn phím có 61 phím kèm 20 phím bass ở phía bên dưới. Ngoài ra còn có pedal volume và pedal big bend dành cho chân phải, cho phép người chơi trải nghiệm âm nhạc bằng cả cơ thể. Còn bây giờ tất cả mọi thứ đã được đóng gói cẩn thận, sẵn sàng cho hai bạn mang ra ngoài để lên xe về với khách hàng tại Đồng Nai. Cái đàn đã nằm gọn trong thùng sau xe, cửa xe trầm trọng đóng cũng như khép lại chuyến bàn giao của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu đàn yêu thích, các bạn hãy ghé cái hệ thống showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể. Xin chào và hẹn gặp lại.